Mà em hợp người nào được mà người ta thương yêu mình thật sự ấy, chứ còn em sợ nhất kiểu như người ta lừa đảo mình hay là lừa dối em. Em hồi trước em cũng có quen một người nữa, nhưng mà người ta lừa dối người ta chỉ sống vì tiền không à, em không thích. Nghĩ như mà làm như vậy em bảo tình cảm nó không có. Nếu mà làm như vậy thì có yêu chăng nữa chứ cũng một thời gian là chia tay à. Hello, welcome các bạn đã quay trở lại với kênh Uyên Quỳnh Cuộc Sống Mỹ hôm nay. Thì hôm nay Uyên Quỳnh đang đi chợ, cả nhà thấy đồ ăn rất là ngon ha. Ở đây là chợ Mỹ nên thường thường họ bán đồ đông lạnh thôi các bạn. Thông thường ở Việt Nam mình có kinh rep còn sống, nhưng mà ở Mỹ thì mình chưa thấy ở đâu bán sống hết. Thông thường thì mình hay mua những loại luộc sẵn như thế này và về xào với bơ tỏi lại cho con mình ăn. Loại này cũng khá là ngon đó nha các bạn. Và hôm nay chúng ta sẽ nghe chia sẻ của một bạn khá là xinh đẹp, dễ thương. Có lẽ đường tình duyên còn chưa tới cho nên sau khi bị gạt tiền thì cô ấy tới nay vẫn cô đơn một mình. Cô ấy muốn tìm cho mình một bờ vai để sau này sớm tối có nhau. Nào bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe chia sẻ của cô ấy nhé. Chị chào em ha. Dạ. Em chào chị. Dạ em năm nay là sinh năm 1973. Như là em đến từ Kiên Giang, em ở Kiên Giang, nhưng nói chung là em ở ngoài Bắc. Em là dân thành phố Nam Định, nhưng mà em vô trong miền Nam em sống rồi. Em tên gì? Em tên Hương chị. Em vô Nam được bao lâu rồi? Em vô được mấy chục năm rồi chị ơi. Em vô hồi đó em cũng chưa có chồng. Rồi vô trong miền Nam rồi em cũng trục trặc. Em cũng có hai cháu rồi. Hai cháu rồi hả? Em lấy chồng năm em bao nhiêu tuổi? Ba cháu rồi chị. Em ba đứa. Chồng em bắt nuôi hết trơn rồi. Chồng bắt nuôi hết luôn hả? Dạ. Chuyện của gia đình em thì nó hơi rắc rối tí, kiểu lúc mà em chia tay với chồng em á thì như nghề nghiệp gì hay là bất cứ cái gì em để lại hết. Lúc mà em chia tay là em cũng như nhà cửa thì xây vừa xong rồi. Thì em với ông ấy cũng như nó không hợp quá thì chia tay thì ông đòi hết, chồng em là ông đòi hết, coi như là nhà cửa này em để lại hết cho. Rồi em cũng đi ra thì em không có cái gì cho nên em cũng dám dẫn con em đi theo, để nhiều khi nó còn đang học hành ấy. Em làm công việc để gì cho nó ở đấy? Sao chị? Em làm công việc gì? Trước này em bán mỹ phẩm. Em bán tạp hóa xong em chuyển qua bán mỹ phẩm. Bán ở nhà hay là mở bán cửa mỹ hàng? Phẩm xong rồi. Sao chị? Em bán ở nhà hay mở cửa hàng? Em mở cửa hàng tại nhà. Nhà em lúc đó là nó gần chợ. Em mở cửa hàng tại nhà luôn. Có nghĩa là em tự kinh doanh ấy. Rồi ông xã em làm công việc gì? Ông xã em có nghề nghiệp gì? Rồi sau này cái nghề đó em để lại hết cho cha con, chồng em làm hết chưa? Cũng như cha con ở lại thì làm, còn em không có bán nữa. Con em bao nhiêu tuổi rồi? Con em bây giờ hai mấy tuổi rồi chị? Nó lớn hết rồi, học đại học năm thứ năm rồi. Hai vợ chồng em có làm giấy kết hôn với nhau không? Có, em làm rồi xong rồi ly dị rồi. Nhưng mà ý chị nói là không ấy, có giấy kết hôn, có ly dị ra tòa, nhưng mà tại sao em không được cái gì hết? Em đi không tay không, không được nuôi con, không có tài sản. Em ra tòa em làm đơn, em ra tòa em không lấy gì, ai đứa tự chia.
theo thì sao, hai người chia tay ha? Nếu hồi đó em cũng với ông xã em sống với nhau này, lúc đó là em với chồng em thì sống với nhau thì cũng được mười mấy gần 20 năm mà chị. Thì cũng như là có một thời gian cái cũng như mười mấy năm rồi đó, là lúc ấy nó cũng mười mấy năm rồi em mới dẫn mẹ em về Bắc đó. Xong rồi ông ấy dẫn có một tháng à, là có nghĩa là em ở trong miền Nam là em đi ra ngoài Bắc đó, là dẫn mẹ em ra làm giấy tờ cho ba em. Rồi cái bắt đầu ông ghen rồi bắt đầu ông ấy có tháng trời là em vô trong miền Nam rồi chứ đâu có đi đâu đâu. Còn ngày trước em đấy ông ở nhà tối ngày à, ở nhà thì coi bán đồ bán đạc rồi đi lấy về bán vậy, chứ coi đi đâu chơi bời có không biết ai, quanh quanh quẩn quẩn đấy thôi chứ. Cái sau cái ông hình như ông lớn tuổi hơn mình rồi, bắt đầu ông thấy mình kiểu như lúc ấy con em lớn rồi, em rảnh rồi, em cũng ăn giòn rồi một tí xíu. Rồi cái chồng em ghen quá, em bắt đầu hai đứa cãi nhau đánh nhau quá trời. Giận nhau rồi cứ hai đứa cứ quậy rồi không biết sao rồi tức nhau quá rồi giận bỏ. Em bảo em nếu bỏ thì em làm đơn ra tòa ni dị, ông còn ni dị thì ni dị, em bảo được. Với lại ông nói là ông chồng em, ông bảo là em á là ông nuôi à. Tại vì nhìn tướng em nó cũng như nó thanh cảnh, với này như kiểu nhìn nó không có giống người dân lao động à. Nhưng mà nói chung là này em lao động không à, lao động thì là việc nhà việc cửa là việc gì cũng lại phải qua tay em dở mỗi cái này, cũng như cơm nước thì em cũng được nấu ngon, nhưng mà tính kinh tế là em cũng phải tính chứ không phải ông tính, tại ông đâu có việc làm gì. Ông cũng đâu có làm ra được tiền đâu. Cho dù em có trẻ hơn thế nhưng mà em cũng phải làm chứ. Nên làm cái sau này cái hai đứa giận nhau quá rồi cái em tức quá em làm đơn ra tòa. Em bảo đi hôn thôi không có chia của. Thì giận qua đi vậy đó. Coi như ai muốn nhận thì nhận đó, nhận rồi chia với nhau. Em tính nhau vậy đó. Em không có cầm nữa. Và bây giờ thì em cũng sống ổn định rồi. Bây giờ con em lớn rồi. À, rồi bây giờ em đang sống với ai? Sống một mình hả? Hay có bạn bè anh chị em vô? Em có mình ạ. Em sống có mình. Nếu có người ta em dám lên trên này nữa không? Không, ý chị nói là bạn bè, gia đình đồ đó. Anh à, chị em mẹ đó. Em cũng có nhà cũng cửa rồi. Như gia đình nhà em hồi trước thì em tính em quay về gia đình cha mẹ để em ra, để em ở. Để về sau em thấy vậy em tự em xây nhà xây cửa. Bây giờ em không có bán mỹ phẩm nữa. Bán tập quá cái mỹ phẩm đó. Nghề ơi. Hiện tại em đang làm công việc gì? Em kinh doanh đất cát. À. Bây giờ em kinh doanh đất nhưng mà mấy năm nay cũng bị cái ví dụ mà Covid cứ vẹt này nè. em cũng sực sực lại thôi, nhưng mà nó cũng không có ảnh hưởng gì mấy. Tại vì mình bán không được thì cũng không sao, đất nó cũng còn đó. À. Giống như là em kinh doanh. Nói chung là em cũng giống kinh doanh ở chú thành phố lớn, tại vì thành phố lớn mình cầm đồng vốn nó phải lớn. À. Em mới chuyển về quê. Em kinh doanh ở dưới quê cho nó đất nó rẻ thì chính đất rẻ thì bắt đầu nó lên đất đắt thì mình mới có cơ hội mình làm ăn được. Và mà em kinh doanh em không có chung đụng ai hết trơn, một mình em làm. Giỏi hả? Một mình em ăn. Kinh doanh có nghĩa là tự do, là một công ty một thành viên. À, là em cũng có thành lập công ty đó, em có thuê người không? Em không cho. Dạ. Em cũng có mở công ty đó, rồi em có thuê người không? Không, có nghĩa là một
sinh viên nào hết, từ A tới Z. Từ A tới Z. Nhưng mà công việc ra cũng em đâu có gì đâu mà bận rộn. Em nói thằng chồng thì là công ty rồi chứ đâu phải công ty. Nói cho xa rồi chứ là kinh doanh nhỏ lẻ. Rồi có mở, có thuê mặt bằng mở công ty không hay là làm nhà thôi? Không, em có tiền để em mua đất, em để đó chứ em không có mở. Có nghĩa là nếu mà có tiền á, thì mình mua đất là mình sang tên mình rồi đứng chậm chậm đấy, rồi lúc nào bán được em bán à. Thì em kinh doanh sơ sơ vậy thôi, còn phụ cái gì nghề phụ nhỏ nhỏ này để em làm kiếm tiền em xài. Em rồi em có thăm con thường xuyên không? Con em nó vẫn nên nó thăm em đó. Em ở cách nhà con em bao xa? Gần ạ. Nhà chồng em cũng ở gần này, nhà em cũng gần. Con em ở gần nhưng mà nó lại đi học ở xa rồi chị. Ồ vậy đó. Rồi em nghĩ ưu điểm của em là gì? Sao chị? Em nghĩ ưu điểm của mình là gì? Em hả? Em thì em cũng chả biết ưu điểm gì, nhưng mà em thấy em sống tập nập là được. Nếu mà tự nập là được. Tự làm tự ăn được. Rồi khuyết điểm của em là gì? Khuyết điểm em mà chắc em hơi bị nóng tính. Nhiều khi em nóng tính, nhưng mà bây giờ chắc em lớn tuổi rồi, em thấy em không cần nóng tính nữa. Ai bây giờ ai muốn làm gì làm, với hồi đó em còn trẻ trẻ thì em thấy còn nóng tính, chứ bây giờ thì mình lớn tuổi rồi, tự nhiên cái tuổi mà mình trầm ngâm em ít. Nói chung là bây giờ em không có đi đâu hết trơn, ở nhà không à. Mà sao em lại thích ở nhà ấy? Nói chung bây giờ em có điều kiện đi chơi đấy mà em không thích đi. Em không thích giao du bạn bè hay là gì. Kiếm một người bạn đi cùng phải không? Bây giờ kiếm một người bạn đi cùng phải không? Cũng như thế, thì nếu mà tìm mà em hợp người nào được mà người ta thương yêu mình thật sự ấy, chứ còn em sợ nhất kiểu như người ta lừa đảo mình hay là lừa dối em. Thì em hồi trước em cũng có quen một người nữa, nhưng mà người ta lừa dối người ta chỉ sống vì tiền không à, em không thích. Là sau khi chia tay với ông xã em đó hả? Sao chị? Và sau khi em chia tay với ông xã em là em bị người ta lừa đó hả? Dạ, cũng như là người ta quen em á, mà người ta không có quen thật tình á, em thích. Không phải là em ấy nghĩ như mà làm như vậy em bảo tình cảm nó không có. Nếu mà làm như vậy thì có yêu chăng nữa chứ cũng một thời gian là chia tay à. Cho nên em thấy vậy em muốn thấy người ta không được, như người ta lợi dụng mình ấy. Cái đó tự nhiên làm cho con người em nó chán. Rồi em cho có bị mất em bây giờ nói chung là em nhìn thấy đàn ông em ít có cảm tình ấy. Rồi em có không bị mất tiền trong mối quan hệ đó không? Yêu đâu. Sao chị? Em có bị mất tiền trong mối quan hệ đó không? Có chứ. Em còn mắc vào đó. Tại vậy cho nên em bị đau đó. Em đau rồi, cái nhiều khi nó bị tổn thương á, cái bắt đầu em cảm thấy nó kiểu này, cái lòng tin của em nó mất, một tay em làm nên rồi, nó cũng không có nhiều thật đấy, tại vì em là phụ nữ mà em đâu phải là đàn ông, đâu nhưng mà mình nói ra thì khó lắm. Em bị mất bao nhiêu tiền cho là... cho mối quan hệ đó? Em cũng tốn nhiều ạ. Tại vì biết sao ở Việt Nam thì ít thì nó là nhiều, nhưng mà cái đó mình cũng không có tốn bao nhiêu, nhưng mà nó cũng tổn thương cái tinh thần của mình. Chứ em không có sợ cái tiền bạc, em không có cơ nghĩ gì, tại em làm được ra tiền, em tự sống được, có thể em cũng nuôi người ta được luôn đó, nhưng mà làm vậy em thấy tổn thương cái tình cảm. Nên cái, như kiểu là em bây giờ em cũng không, cũng chưa có như là cũng có người họ quan tâm mình, nhưng mà em nghĩ người ta không có phải thật lòng. Cho nên em kiếm như em cố em tìm, ví dụ như tìm người nào mà họ sống họ phải thật lòng thương mình, hoặc là chứ
bảo yêu yêu chơi chơi chắc em nếu yêu thì em sống như vậy nó khỏe hơn nó đỡ rắc rối tại vì sao yêu thì yêu kiểu yêu bạn bè hay này quen nhau thì này thì thà em sống vậy em tự làm ăn rồi em tự sống em không phải phụ thuộc mà Em bây giờ nếu mà em thì muốn tìm một người bạn cho em muốn người đó như thế nào? em muốn người đó nhưng mà bắt đầu như mà người ta làm sao mà em phải có cái tình cảm một cái á, nói chung là cái đó phải có rồi người ta sống làm sao mà được được một chút là em chỉ hòa chứ em cũng không cần thiết nó phải quá đâu, như là phải đòi hỏi nhiều quá như chấm điểm nhiều quá thì cũng không cần, nhưng mà lớn tuổi hơn em thì người ta sẽ chín chắn hơn em nghĩ vậy, Em còn cần nếu một mà người nhỏ đó tuổi là hơn em em có khả năng là người ta sẽ lừa em lần nữa. em cần cái người đó em phải yêu mới được, thì người như thế nào em mới là có thể yêu được? Bình thường thôi em nhìn nó sạch sẽ tí là được rồi là trước em nói thật chị chứ chồng em xấu đâu em còn đấy được nữa mà Hai người quen nhau cưới hai người ta làm mai. đeo em nhưng mà em nghĩ ông tính tình ông tốt á rồi cái bắt đầu này em thương. Em thương anh là em với ông chênh lệch mười mấy tuổi mà nếu mà nói đúng là ông già lắm mà ai nói cũng bảo ông phải có một đời vợ nhưng mà ông chưa đấy cái thì vậy mà em vẫn thương được mà dạ chứ nên cũng không có cần thiết là phải đẹp trai hay là sao người ta sống như vậy thôi chứ còn em cũng không cần thiết phải như kiểu còn quan tâm nhau mà đừng nghĩ cái nửa nửa dối dối nhau mà nếu cứ chọc em đấy cái tính em chọc ngược lại tính em ủng hộ vậy đó ai mà thí dụ như mà cầm cái điện thoại mà em nói không được á thí dụ đây thôi mà này cầm điện thoại xong rồi cứ chát chát này kia mà em cảm thấy nói nhiều lần mà không được á hay là như kiểu là muốn giấu giấu đút đút ra là bắt đầu em cầm cái điện thoại em chát ngược lại đi và em chọc chọc cho tức rồi tính nó đúng hồ á có nghĩa em chọc rồi để cho biết sao cho người ta ghen ngược cả mình cho người người ta muốn làm gì nào thì lúc kia là em buông xuôi rồi đó cái tính em ngộ đó Rồi dạ em em thương dữ lắm mà đến lúc mà cứ chọc chọc em này em chọc ngược lại Rồi em nếu mà em muốn tìm một người bạn cho em muốn người đó như thế nào? em muốn người đó thì cũng cao cao thì phải cao hơn em nha đừng lùn nha chồng em trước là lùn thấp rồi đó Em cao bao nhiêu? em sợ người lùn rồi đó Em em cao cao 1m6 đó em cao mấy sáu hả? dạ cũng bình quân thôi cao hơn em là được rồi coi được được là được rồi em cũng không cầu gì nữa Em muốn người đó hút ê, nếu mà người đó hút thuốc uống rượu thì em nghĩ như thế nào? sao chị Nếu như một người muốn làm quen với em mà anh ấy hút thuốc uống rượu á, thì em nghĩ như thế nào? chắc uống rượu nhiều quá em cũng sợ đâu em cũng sợ tại vì biết sao uống rượu xong rồi là lúc có rượu rồi không có làm chủ được đâu em biết rồi còn nếu mà uống rượu mà biết làm chủ con người á mà uống nó vừa phải thí dụ như một chầu vậy như mình uống á hay là một tháng mình uống lần vài lần thì được chứ còn nếu mà uống mà say xỉn cứ uống chỗ này xong say chỗ kia này cái đó em gặp rồi là mấy ông anh trai em là uống vậy đó uống gọi coi như là gần như dạng như bét rượu rồi em sợ lắm cho nên nếu uống rượu uống chè nhiều quá chắc em cũng
em uống thua rồi. Em ngại ví dụ đó, tại vì em cũng biết uống nhưng mà uống xã giao thôi. Còn nếu uống mà để say để chỉ mà uống để vui thì chắc em thích rồi, tại em lớn tuổi còn nhỏ. Ông xã trước đây của em có uống rượu không? Không, trước thì là ông không uống. ông trước em không uống, nhưng mà về sau này em gặp người sau là uống, cho nên em sợ mấy người uống rượu họ không làm chủ đâu chị. Em gặp người sau này em sống chung bao lâu, có kết hôn không? Em chưa kết hôn, sống chung được mấy năm xong bắt đầu mười mấy gia đình người ta cũng tới rồi. Mà kiểu nó ăn chơi quá rồi cái nó dọn đồ đi, chứ em cũng có kêu người ta đi, tại ta ở người ta không ở được, ta dọn rồi đi. Đi thì thôi, cái nằm ra người ta không thích thì để cho người ta đi cho thoải mái. Còn chồng em thì là em đi dị đúng không ạ? Không, mấy chị hỏi là sau này hai người sống chung với nhau mười mấy năm luôn á hả? Vâng, mấy năm rồi mà. Wow. Rồi nó ăn chơi quá chị ơi. Ăn chơi dài quá rồi, kiểu như nó muốn lấy những thứ đồ để nó đi nó cầm cố này kia để kiếm tiền đó, những người đó. Bởi vậy em thấy người ta gạt gẫm mình, em không thích. Đâm ra em từ từ em muốn chán. Wow. Nhưng mình bị rồi. Em thì em bây giờ lớn tuổi rồi, nó cũng còn như hồi xưa nhỏ nữa. Bảo ừ, nhỏ thì còn ham ham chơi, bây giờ em cũng thích đi đâu. Em chỉ thích ở nhà, quanh quẩn ở nhà vậy thôi, làm vớ làm vẩn. Thế lúc nào là cần thiết đi làm giấy tờ với lại thủ tục đất cát đó, thì ngày em chạy đi em làm. Em đi một đợt mình ơn à, em làm mà ơn à. Nói chung em cũng có cậy à, tự em chạy ơn, làm cái nào được thì em làm, cái nào không được thì cứ để từ từ đi. Những lúc rảnh rỗi là em thích làm công việc gì? Thì em cứ nhà cửa, quanh quẩn nhà cửa, cơm nước, với nuôi mấy con chó, con mèo với con gà vậy, nuôi để vui với chồng ba cái cảnh, cây này cái kia, rau nợ này. Vớ vẩn nên thích, mình có ăn đâu nhưng mà thích chồng vậy đó. Để cho nó cũng như là nó hết cái ngày thì hết cái việc làm, hết giờ, hết ngày đi chị. Biết thằng nào mình phải ở nhà, dọn cửa. Em chỉ có vậy thôi, chứ lúc nào em chạy đi em làm giấy tờ thủ tục này kia buôn bán thì em chạy đi em làm. Còn lúc nào không nữa thì em ở nhà anh quanh quẩn vậy. Em rồi. Đấy, em coi video của chị lâu chưa? Sao chị? Em coi video của chị lâu chưa? Em có coi nhưng mà mới coi hình như đợt đi em coi bên Tuấn Vĩ á trước. Xong bắt đầu em thấy hay hay, cái em sao tự nhiên nó có hình chị ở đấy nữa, cái em với vào em coi thấy cũng hay hay. Em bảo thử coi nên rồi thấy chị nhắn tin này. Rồi em có để ý được anh nào trên kênh chị chưa? Em chẳng coi được ai chưa đó, tại vì em không biết đừng coi nữa. Em bấm vô cái kênh của chị đó rồi bấm vô chữ video thì nó nổi lên rất là nhiều video cho em coi và em lựa. Có video nhưng mà em thấy có 1-2 cái video à, toàn nữ không à. Để em ngồi em coi nữ không à. Thì bởi vì em chị mới chỉ em là bấm vô chữ Uyên Quỳnh cuộc sống 7 cái hình tròn đó, xong rồi em bấm vô cái chữ video á, có chữ S ở phía sau thì nó vô, nó nổi lên rất là nhiều video. Em có thể lựa video nào em coi em thích rồi. Vậy đúng rồi, em chưa biết bấm video rồi, em chỉ biết bấm vào đó thì em vào cái Facebook á thì thấy cũng có 3-4 cái hình đó đó, thì em thấy toàn nữ không, rồi em cũng vào em coi thấy em giật lên không được nữa. Em bị coi nhiều lắm nha, nhiều người. Đông đông coi được có người nữa nhưng mà em không biết
coi, em coi cái số number phía trước đó. Khi nào mà em muốn có tiền á thì em bấm vô cái số number thì nó nổi lên video cũ cho em coi thôi. Rồi thì em coi và em cũng cần. Họ đăng ký trước á là nó trôi đi không chị? À hả. Rồi em coi em cần, em thích anh nào em cần phải coi cái số, nhớ cái số number đó. Như bây giờ chị làm cái video của em á thì cũng có cái số number của em. Rồi cho nên phải nhớ cái số number của người ta hoặc là số number của mình. Muốn làm quen với ai thì nhắn cái số number đó qua cho chị biết. Rồi nếu mà em muốn tìm một người bạn cho em muốn người đó có tính lãng mạn không? Không, em lớn tuổi rồi, em hết muốn lãng mạn rồi. Ví dụ cô muốn đi chơi du lịch thì đi, vợ chồng đi với nhau đi dụ vậy chứ. Bảo lãng mạn quá em không thích. Bây giờ bảo em đi vào sòng bạc chơi chắc em bây giờ vào chồng nhậu em không thích mới đâu. Hồi trước là em có thường hay đi vô ngồi ăn với nhau còn sướng hơn, vui hơn. Tại em lớn rồi, em đâu còn nhỏ nữa chị. Với lại em cũng khổ từ nhỏ rồi, nhỏ giờ khổ rồi. Cha mẹ thì đông con. Bây giờ mình làm được chút thì mình gắng mình lo cái được cuộc sống mình. Rồi còn chút tuổi già nữa. Thế em cứ nghĩ vậy cho nên em cũng chẳng thiết đi đâu. Chứ nếu mà đúng ra em đi đâu chẳng được. Bây giờ em cũng rảnh rồi, nhà cửa em đầy đủ rồi. Em đi đâu cũng được đấy, nhưng mà tại em không thích nữa. Không biết sao nữa, em cũng không hiểu nữa, nhưng mà thôi cứ kể cái chị cứ cho em lên đây rồi. Ai họ thương em thật nóng á. Có khả năng là nhiều khi mình cảm thấy người ta mến người ta rồi. Kết quả thì em nghĩ đây cái chương trình nó cũng hay hay nữa. Em bảo có khả năng nhiều người khi cái duyên cái số em cũng biết được. Mà nhiều người họ nhìn mặt mình, họ thương mình lúc đầu, sau người ta gặp mình người ta đâu có thương nữa sao. Cũng phải tìm hiểu một thời gian thì ăn thua duyên nợ nữa ha, ăn thua duyên nợ duyên nợ với nhau nữa. Đúng rồi đó, chứ bây giờ bảo vậy chứ người đó người đó chưa chắc đã thương đâu mình chị ơi. Đúng mình rồi. Có khả năng người ta cũng thương mình đấy chứ. Đâu phải là mình không thương người ta mà người ta không thương mình á. Em nghĩ vậy thôi. Cho nên em cũng muốn tìm người nào mà lớn tuổi hơn em cơ. Cái nhỏ tuổi hơn em có khả năng là người ta sẽ lại bắt đầu lừa em lần nữa. Em muốn người đó lớn hơn em được bao nhiêu tuổi? Thì chừng nào cũng được, nhưng mà phải lớn hơn em. Coi như lớn hơn em thì người ta chín chắn hơn, người ta nghĩ để cho em nhiều hơn. Em thích cái người nhỏ tuổi đâu, người nhỏ tuổi người ta bồng bột hơn, người ta chịu chơi hơn. Người ta chịu chơi hơn, em sợ được phải không? Dạ. Người ta chịu chơi hơn nên em sợ rồi phải không? Để em sợ đó. Nói chung là em sợ đây, em theo người ta không có được, kể cả em muốn giữ người ta cũng không có được đâu. Ví dụ mà nỡ mà mình yêu người ta hay mình thương người ta rồi thì bắt đầu là người ta cứ kiểu là bắt mình theo người ta, là em thấy là em không gồng nổi đâu. Giữ người ta không có được đâu, mà cái tính em không có giữ. Em muốn người ta được tự do, sống tự do, nhưng mà người ta phải biết thương vợ, thương người bạn mình phải thương chứ. Nhiều khi người ta không để ý, bởi vì mấy người trẻ trẻ tuổi nói chung là em không thích nữa. Em bị bị một lần rồi sợ không? Người ta đẹp trai đẹp đấy, nhưng mà thôi em cũng không thích vào cái chỗ đông người chơi vui. Em cũng thích mấy, em thích cái chỗ là cái bây giờ nói chung là em thích yên tĩnh nhiều hơn. Nhưng mà em nãy giờ em nói tới nói lui thì chị muốn biết là độ tuổi của em giới hạn là từ bao nhiêu trở xuống? Từ cỡ tuổi em á, đổ lên á, hoặc là lớn hơn em 2 tuổi gì đó. Đổ lên bao nhiêu? Đổ lên đi.
Thì em năm nay là nói chung là 73 nhưng mà nó ra con chuột rồi đó. Em phải em không lấy được con chuột đâu. Con chuột với con chuột là lấy nhau là hơi bị cái ấy đó. Nhưng mà ý chị hỏi là 73 trở lên thì em nghĩ là trở lên khoảng bao nhiêu tuổi á? Mười mấy tuổi, 20 tuổi hay sao? Em không cần thiết, cứ nhìn được rồi. Người mấy mấy tuổi muốn làm quen với em thì em nghĩ như thế Chứ nào? em cũng đông Thí dụ một người bảy mấy tuổi muốn làm quen với em thì em nghĩ sao? mấy tuổi thì cái đó thì nếu mà em cảm thấy thì em thương em cũng vẫn thương được, có sao đâu, mà sợ người ta Ok. không thương em không thì thương Chỉ sợ người ta không có muốn gì thương em thôi đâu. hả? Bảy mấy tuổi thì nếu mà còn phong độ còn đấy thương vẫn được, có gì đâu chị. Mấy mấy tuổi Nhưng còn mà phong có độ điều vẫn là thương người được ta có dám thương mình không, người ta nghĩ mình còn trẻ người ta có dám thương không á, phải không? mà chắc chắn là em nghĩ người ta không đâu, Người ta tại vì không người hả? ta bảy mươi mấy tuổi nó khác mấy mấy người nhỏ tuổi. Ok em, chị rất là vui nói chuyện với em hôm nay ha. Chị hy vọng sau video này sẽ tìm cho em một nửa yêu thương nha. Em chào khán giả giùm chị ha. Hôm nay là đầu năm, em cũng chúc khán giả, chúc chị Uy Quyền, chúc chị với khán giả mọi người trong nước được hạnh phúc, vui vẻ, làm ăn phát đạt. Nhiều Ok. sự may mắn, cũng như em năm nay có đơn thì cũng may mắn vậy là được rồi. Em thấy vậy là vui rồi chứ. Em cũng không có biết gì nói chung gì hơn, tại em ít nói chuyện, em cũng hay nói với nói chung là văn này em hơi bị dở. Em, Em cảm cũng ơn ngọt em. ngào được như người ta Cảm ơn em em, nói bye thì em nó nha. cũng Good night em ha. dạ.